Trong sáng ngày 15 tháng 1, đoàn công tác của huyện do đồng chí Lê Văn Luyến, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các gia đình chính sách, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại xã Tam Văn. Cùng đi với đoàn có đại diện mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể cấp huyện. Đến thăm chúc Tết cán bộ công chức và nhân dân xã Tam Văn, đồng chí Lê Văn Luyến, trưởng ban tổ chức cùng đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo xã Tam Văn báo cáo khái quát tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đón xuân, vui Tết của bà con nhân dân trên địa bàn. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội có bước tăng trưởng so với các năm trước, an ninh trật tự trước Tết luôn đảm bảo ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Xã đã tiếp nhận đầy đủ các suất quà hỗ trợ từ cấp trên để hỗ trợ cho bà con nhân dân, cùng nhiều phần quà của các nhà hảo tâm. Xã có 76 hộ nghèo, cơ bản ổn định tinh thần đời sống. Các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được chăm lo và hỗ trợ tiền qua Tết, đảm bảo không có hộ dân nào thiếu đói. Nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Văn. Đồng chí cũng mong muốn xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, đạt nhiều kết quả cao hơn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hướng dẫn đôn đốc nhân dân sản xuất vụ chiêm xuân đảm bảo đúng khung thời vụ, làm tốt công tác an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông, duy trì tốt các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, chăm lo cho các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020, mọi người dân đều được đón Tết bình an, đầm ấm, vui tươi. Sau Tết, các cấp chính quyền xã bắt tay ngay vào ổn định công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy đã trao quà của huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cho đảng bộ chính quyền và nhân dân xã tam văn tiếp đó đoàn đã đến thăm hỏi chúc Tết các gia đình chính sách và tặng một số quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cho gia đình ông Lương Thanh Sường thương binh 61% tại bản Lọng và hai xuất quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cho gia đình ông Hà Công Sôm thương binh 21% bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình ông Lữ Xuân Tình thương binh 81% tại bản Cú Tá tại các gia đình đồng chí lê văn luyến trưởng ban tổ chức đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã có những đóng góp lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước đồng thời mong muốn các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe phát huy truyền thống yêu nước tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương tam văn ngày một khang trang hơn to đẹp hơn được lãnh đạo huyện đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách rất vui mừng phấn khởi và hứa sẽ luôn giữ gìn sức khỏe động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước cùng với làng bản quê hương đẩy mạnh phát triển kinh tế từng bước xây dựng quê hương ngày một phát triển đi lên